Thưa sư, tại sao khi còn là chúng sinh tìm cầu giác ngộ, cả kiếp động vật và kiếp người dường như Bồ Tát biết mình phải hoàn thành các pháp ba la mật để đạt được quả vị chánh đẳng giác, trong khi Bồ Tát không nhớ được các kiếp của mình? Con xin rồi. Sư lặp lại một lần nữa. Cái được gọi là ba la mật á, là tất cả các hạnh lành hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì gọi đó là ba la mật. Chứ còn các kiếp Bồ Tát tu hành giải thoát, Ngài không có cái khái niệm định nghĩa về ba la mật. Nếu quý vị tìm được một cái chỗ nào mà ghi rõ là Bồ Tát có chủ ý thực hành ba la mật, Ngài biết ba la mật là gì ấy, và Ngài thực hành ba la mật đó, thì cho sư biết. Chứ còn theo sư được biết, theo sư nghiên cứu, thì Bồ Tát chỉ thực hiện các hạnh lành nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát, chứ Bồ Tát không hề nhắc đến chữ ba la mật nha. Tức là Bồ Tát cũng không có định nghĩa ba la mật luôn, là Bồ Tát chỉ thực hiện các hạnh lành và mục đích của hạnh lành đó là hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Là trong các chuyện tiền thân á, là mục đích mà Ngài thực hành các cái việc lành đó là để Ngài chấm dứt sinh tử hoặc để Ngài giải thoát giác ngộ, thì cái đó có. Cho nên là điều này phù hợp với sự kiện là Bồ Tát luân hồi thì có khi nhớ, có khi không nhớ tiền kiếp, mà Bồ Tát vẫn tiếp tục thực hành các hạnh lành hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Chứ Bồ Tát không hề có cái vụ là nhớ ba la mật là gì rồi biết à, kiếp này là tôi sẽ bổ túc ba la mật nè, thì không có. Sư không biết ạ. Còn không biết Đại Đức Tuệ Tường có thông tin gì hay không thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về cái quan điểm mà nhớ thì sư hoàn toàn đồng ý quan điểm của Đức Hành Tuệ. Đúng, thật sự là trong suốt cái thời gian mà Ngài thực hành các vun bồi các phẩm chất hoàn hảo, nó đúng hơn là phẩm chất hoàn hảo thưa vị, mà nói đúng hơn nữa là cái điều mà cái nơi nội tâm á, của Đức Bồ Tát á, mà nghĩ đến là cái gì, là chấm dứt sinh tử luân hồi thưa vị. Yếu tố này quan trọng đó, chính vì chấm dứt sinh tử luân hồi cho nên là ngài biết rằng á, là để chấm dứt sinh tử luân hồi nè, và cái chấm dứt sinh tử luân hồi này nè, phải nhấn mạnh nữa nha, chấm dứt sinh tử luân hồi này và có khả năng nha, có khả năng giúp đỡ chúng sanh chấm dứt khỏi sinh tử luân hồi, tức là một là thành tựu vị bậc toàn giác đó. Thì những cái phẩm chất mà hoàn hảo đó, gọi là mà chúng ta gọi ba mật đó, thì phải làm nó rất là đặc biệt, giống như là bố thí đi, bố thí tài sản, bố thí cơ thể, bố thí vợ con, không, thậm chí bố thí bằng mạng sống như vậy. Còn về cái việc nhớ là đúng như thật sự vậy, có nghĩa là có những kiếp nhớ, có những kiếp không nhớ nghe, chứ phải mình nói là không nhớ không là không đúng rồi nha. Tại vì sao? Tại vì trong, nếu quý vị có đọc cái tích mà Bồ Tát Tê Bi Giá, trong một kiếp là ngài là sanh làm hoàng tử tên là Tê Bi Giá đó, thì ngài sinh ra là hoàn toàn bình thường. Có nghĩa hoàn toàn bình thường là sao? Là mắt, tai, mũi, miệng, rồi nói, không nghĩa là không bị khuyết tật đi, mình gọi không bị khuyết tật đi thì dễ hiểu. Nhưng mà do cái năng lực thiện nghiệp của ngài á, khiến cho ngài nhớ lại là ngài từng ở trong địa ngục, ngài từng một kiếp ở trong địa ngục mà bị tra tấn hành hạ, kêu bằng những cái cực hình đó, nó rất thống khổ, đúng không? Mà kêu bằng giống như là nghĩ lại thôi để sởn như gà, muốn gọi là té đái luôn đi. Đó, gọi là té đái luôn đi cho dễ hiểu. Đó, chính vì như vậy là ngài mới vậy, từ nhỏ là ngài mới nói trước sau gì mình là hoàng tử, trước sau cũng là ngôi vua. Mà ngôi vua ấy, thì cái khả năng ấy, mà đi xuống nhiều hơn là lên trên. Cho nên ngài giả câm giả điếc, thưa vị, giả câm giả điếc suốt bao nhiêu năm trời, rồi sau đó nói chung câu chuyện rất là dài, nhưng mà đại loại là không phải là không nhớ nữa, thưa vị, vẫn nhớ. Còn ở đây ấy, là tại sao mà ngài có thể làm những cái ở đây, có thể chúng ta vì sẽ thắc mắc là ủa
Vậy tại sao mà Bồ Tát cho là có nhớ không nhớ đi, nhưng bây giờ mình giờ hỏi thì là không nhớ đi, có những kiếp không nhớ này, thì tại sao mà lại biết, tại sao lại biết á, biết á là phải hướng luôn mà làm những cái việc thiện, giống như thậm chí bố thí cơ thể mình, bố thí mạng sống mình, tại sao lại lại có khả năng vậy? Cái việc này dễ hiểu thưa quý vị, đó nó gọi là một gọi là cái thường cận nhân duyên thưa quý vị. Giống như là quý vị thấy trong trong pháp cú, trong pháp cú có rất nhiều câu chuyện, đặc biệt câu chuyện mà có bốn cái hình như năm người cận sự nam mà nghe nghe Đức Phật thuyết pháp đó. Thì những cái người này làm những hành động rất là lạ. Người thì ngó lên trời, người thì khều khều dưới đất, người thì lắc cây đó. Thì do Đức Phật nói là do trong những kiếp này mấy người nào không nghe là do trong 500 kiếp liên tục, cho nên làm chim tinh không, rồi làm khỉ, làm côn trùng đó. Cho nên là kiếp này nó cái, những cái tật thì gọi là thường cận nhân duyên hoặc là tiền kiên tật đó. Ngay cả quý vị thấy các vị thánh tăng cũng vậy, sư nhắc nhiều đó. Ngài thánh tăng giống như Sa Lợi Phất đi đó. Ngài thấy cái vũng nước có thể bước qua được nhưng mà không, mình phóng qua đó. Bây giờ nếu quý vị với mình giải thích, mình nói sao đó. Cái đó là nói về duyên thưa vị, thường cận nhân duyên có nghĩa là Bồ Tát, quý vị phải biết là Bồ Tát toàn giác là cái gì đó, là nó phẩm hạnh rất là đặc biệt à, rất là đặc biệt à, nó không phải là đừng như thường mình à. Cho nên cái việc mà làm thiện của ngài á, nó là một cái, nó là cái thường cận duyên đó, là nó như nó gắn liền với thân và tâm ngài. Cho nên là dù kiếp nào ngài cũng hướng về thiện không, còn không phải như chúng ta không thể so sánh được. Nếu chúng ta so sánh, chúng ta tự nhiên suy diễn, chúng ta nói là tại sao người Đức Bồ Tát có kiếp nhớ không nhớ, bây giờ cho nhớ thì có thể làm, ví dụ không nhớ đi làm sao mà biết làm thiện, thì cái này mình không thể nào mình lấy cái trí tuệ của phàm phu mà mình đo lường đến trí tuệ của một bậc toàn giác thưa vị, hay là một Bồ Tát toàn giác, chứ không nói Phật toàn giác nữa, mình sẽ nói là Bồ Tát hướng đến phẩm vị toàn giác, chúng ta không có thể đo lường được vậy. Tại vì cái đó nằm trong những cái điều cũng đều bất bất khả tư nghị thưa vị, nghiệp bất khả tư nghị, mà cái năng lực của, thậm chí năng lực của một bậc toàn giác, một Bồ Tát toàn giác hay là một vị Phật toàn giác nữa, thì nó cũng xem như là gọi bất khả tư nghị. Ta cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.